chi à? Đưa lên đài gọt bột đi được lên chính mình. Nhà để đâu sen? Dạ. Ở đâu? Bên cái đầm bánh. Bên cái đầm hả? Cái đầm là ở đâu? Bên bắc Lăng Gụ á. Bắc Lăng Gụ là đi qua đó hả? Ừ. Mày nằm bên đây hả bạn? Bên đây nè, chưa có đò. Mày gọt này một ngày là bán là bao nhiêu ký Phúc? Một ngày 6 ký. 5 ký, 6 ký. Tùy theo như mấy cái hộp mà vỏ nhiều á, nó hơi lâu. Rất vỏ thì mang. 6 ký, ví dụ quân bình 6 ký thì 5 ngàn, 6 năm 30 ngàn. 30. Đủ nguyên ngân hàng. Để không làm gì. Thôi mày ơi. Đợi bà đụng cái tôi đi lội sao nổi vậy tôi. Gọt hạt đào, hạt đào nè các bạn. Hạt này đào này mình lấy lãnh cái này nó đều nó bự nè, nó không có nhỏ nè. Ừ, nhầm đợt. Hổm nhỏ xíu kìa. Hổm không gọt luôn á. Em thao ra rồi. Ừ, làm biến rồi mà không mà nó bể rồi làm biến chết đi. Tối ngồi tối ngày có 6 kg rồi. Ừ. Phải có ớt lạnh ớt là có ớt xuống rồi. Bởi vì giờ qua mùa. Năm 25 tháng 5 cái gì vậy á, gì cũng dở. Nghỉ lễ đó này, cái gì. Lễ đọc mới về chứ đâu là ai cho nhiều ai. Xin phép không được sao? Được mà đều cũng như nó cằn nhằn lắm. Nó la chứ. Cái mặn vậy năm ba nó quay tôi kìa ba. Quay chứ dạ. Quay không? Sáng đưa lên mạng nè. Đưa lên dựng lên chính mình nha. Sáng nó thật 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 con thấy dữ lên đó. Vậy có khổ đâu. Khổ gì điện thoại, nhà chúng đặc biệt không có điện thoại này, không chúng đặc biệt không làm gì có. Sao mua nổi. Nó nói gì vậy nè? Nó nói nhờ nên chúng đặc biệt nó mới có điện thoại đó. Gì hả? Chị đi chợ với gì á? Đây gì là cho anh Nam? Văn thương mại hả? Ờ. Đi siêu thị mini rồi. Ừ, có lâu quá. Sao không tìm sao đi mua chứ? Có tiền thì đi mua sắm. Xe ăn tuổi chợ chứ hàng hạnh trọng tiền á. Vậy hả? 38 hả xe? 39.